Đây, khu chủng Latitude 7300, con này rất là đẹp và carbon này, đời mới này. Con này coi i7 RAM 16GB ở 256. Đấy, RAM 16GB, nó nâng cấp được RAM tối đa 32GB. Con này là hàng nguyên niêm phong này. Trực tiếp từ Dell USA. Bảo hành đến tháng 10 2023 và 3 năm tại bên Mỹ và 12 tháng tại Hà Nội lắm. Phòng đây mà. Số sơ vi tác của này đây. DB7XK63. DB7XK63. Mình cho zoom xa ra. Quay. Thứ 10 con này có cái gạt camera giống Lenovo, dòng Lenovo này. Mở hơn 180 độ luôn. Mở hơn 180 độ. Có carbon như thế này. Nó đẹp. Số Civitas này. Đó. Trùng số ngoài thùng. Coi i7 8665U, con này coi như thế thứ 9 đấy. RAM 16GB, nó cắm một thanh, còn một thanh một khe chống nữa, cắm thì thanh một thanh 16GB nữa, thành 32GB. Đấy, con này bớt của nó 2400. Này, cổng USB này, khe SIM. Mini SD, cổng Thunderbolt này. Có thể sạc qua cổng này. Cổng HDMI và USB. Rồi, sạc. 100%. Này bùng win nhanh, tắt video đi. Khách quen.